Áp Việt Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện năm tải nghe về Xin chào tất cả các con học sinh thân mến Chào mừng các con đã đến với khóa học bài giảng toán lớp 4 Bộ sách mang tên Kết nối tri thức Chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu về cách tìm số trung bình cộng rồi Đến bài học ngày hôm nay thì cô và các con sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một bài mới Vậy để bắt đầu vào bài mới ngày hôm nay thì cô và các con sẽ cùng nhau bước vào phần khởi động. Cô có một trò chơi mang tên giúp mẹ dọn nhà. Nhiệm vụ của các con đó là giúp bạn nhỏ và giúp mẹ bạn nhỏ sẽ dọn được các đồ chơi mà bạn nhỏ đã bay bừa xuống dưới sàn nhà nhé. Đầu tiên là chúng mình sẽ cùng nhau đi dọn chiếc ô tô. Câu hỏi của chúng mình như sau: Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm như thế nào? À, buổi học hôm trước thì chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu. Vậy muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta sẽ tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho các số hạng đúng không nhỉ? Tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau đi dọn đồ chơi thứ hai. Câu hỏi như sau: Tìm số trung bình cộng của các số 40 và 60. Như vậy, chúng ta đã biết rằng muốn tìm số trung bình cộng của các số 40 và 60 thì chúng mình sẽ lấy tổng của hai số đó là 40 cộng với 60 rồi ta chia cho 2, ta được kết quả là 50. Vậy trung bình cộng của 40 và 60 là 50. Nhiệm vụ thứ 3, mẹ bán ngày đầu 5 kg ngô nếp, ngày thứ hai bán được 7 kg ngô tẻ. Hỏi trung bình một ngày mẹ bán ra được bao nhiêu kg ngô? Vậy muốn tính xem trung bình một ngày mẹ bán được bao nhiêu kg ngô? Ta đã biết rằng ngày đầu tiên thì bán được 5 kg ngô, ngày thứ hai bán được 7 kg ngô. Như vậy muốn tìm trung bình một ngày mẹ bán được bao nhiêu kg ngô? Ta sẽ lấy số kg ngô bán được trong ngày đầu cộng với số kg ngô bán trong ngày thứ hai ta chia cho hai ta được 5 cộng 7 chia cho 2 và bằng 6 kg. Như vậy chúng mình đã giúp cho mẹ của bạn nhỏ đã dọn dẹp được các đồ chơi có ở dưới sàn nhà rồi và bạn nhỏ đã cảm ơn các bạn đã giúp tớ dọn dẹp phòng sạch nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau bước vào bài mới ngày hôm nay là bài số 47, bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Yêu cầu cần đạt của các con đó là nhận biết và giải được bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Vận dụng giải các bài tập và các bài toán thực tế liên quan đến rút về đơn vị. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau bước vào phần khám phá. Các con sẽ quan sát màn hình cho cô. Ở đây cô có bạn Nam, bạn Mai và bạn Robot. Bạn Nam nói rằng có 36 cái bánh xếp đều vào 6 hộp. Bạn Mai nói, 4 hộp bánh như vậy có bao nhiêu cái bánh nhỉ? Và bạn Robot nói rằng, trước tiên tìm số bánh trong một hộp, rồi tìm số bánh trong 4 hộp nhé. Vậy, các con sẽ quan sát trên màn hình, cô có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 hộp bánh. Và ta biết rằng sáu hộp bánh này có tất cả là 36 cái bánh. Vậy để tìm xem 4 hộp bánh có bao nhiêu cái bánh thì chúng mình sẽ làm như thế nào? À, và bạn robot đã hướng dẫn chúng ta đầu tiên đi tìm số bánh trong một hộp. Sau đó thì ta sẽ đi tìm số bánh trong 4 hộp. Vậy bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi trình bày bài toán nhé. Ta sẽ đi tóm tắt như sau. 6 hộp có 36 cái bánh. Vậy 4 hộp có bao nhiêu cây bánh? Đầu tiên chúng mình sẽ đi tìm số bánh trong mỗi hộp là Ta lấy 36 chia 6 bằng 6 cái Tiếp theo chúng mình sẽ đi tìm số bánh trong 4 hộp là Ta sẽ lấy 6 x 4 và bằng 24 cái Đáp số 24 cái Vậy sau khi chúng mình đã cùng nhau đi giải bài toán này Thì các con sẽ nhớ cho cô Như vậy muốn biết 8 chiếc muốn tìm bài toán rút về đơn vị thì bước số 1 chúng ta sẽ phải đi phân tích đề. Bước số 2, chúng ta sẽ đi tìm cách giải. Đầu tiên, ta sẽ đi tìm giá trị của một đơn vị hay là giá trị một phần trong các phần bằng nhau và ta thực hiện phép chia. Tiếp theo, chúng mình sẽ đi tìm giá trị của nhiều đơn vị cùng loại, đó là giá trị của nhiều phần bằng nhau và ta sẽ thực hiện phép nhân. Bước số 3, ta thực hiện các phép tính thích hợp và viết lời giải. Như vậy, các con sẽ làm cho cô bài tập số 1 như sau, có 20 kg đường chia đều vào 10 túi, hỏi 3 túi như vậy có bao nhiêu kg đường? Vậy để làm được bài tập này thì các con sẽ quan sát xem bài toán cho con biết gì và bài toán hỏi gì? À, bài toán cho con biết có 20 kg đường chia đều vào 10 túi và bài toán hỏi ba túi như vậy có bao nhiêu kg đường. Vậy đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau đi tóm tắt bài toán nhé. 10 túi có 20 kg đường. Vậy ba túi có hỏi chấm kg đường. Đầu tiên, muốn tính xem ba túi có bao nhiêu kg đường thì ta sẽ nhớ cách giải đó là ta sẽ đi tìm một túi có bao nhiêu kg đường bằng cách lấy 20 chia cho 10 và bằng 2 kg. Từ đó ta sẽ đi tìm 3 túi có số kg đường là ta lấy 2 x 3 bằng 6 kg, đáp số 6 kg đường. Như vậy chúng mình đã cùng nhau đi giải bài toán số 1 rồi. Thì bây giờ các con lại cùng nhau quan sát lên màn hình cho cô. Ở đây cô có ba bạn và bạn Nam thì nói rằng có 18 lít mật ong được đều vào 6 can. Bạn Mai nói rằng nếu có 12 lít mật ong thì được đều vào được mấy can như vậy? Bạn robot trả lời: Trước tiên, tìm số lít mật ong trong một can, rồi tìm số can để được 12 lít mật ong nhé. Vậy ta sẽ cùng nhau đi tóm tắt bài toán như sau: 18 lít thì đựng vào 6 can, hỏi 12 lít đựng vào bao nhiêu can? Vậy đầu tiên muốn tính xem 12 lít đựng vào bao nhiêu can thì chúng mình sẽ phải đi tìm số lít mật ong ở mỗi can là ta sẽ lấy 18 chia 6 và bằng 3 lít sau khi ta biết rằng một can thì chứa 3 lít vậy từ đó ta dễ dàng tính được xem 12 lít mật ong đựng đều vào bao nhiêu can ta sẽ lấy phép tính 12 chia 3 bằng 4 can đáp số 4 can Vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau đi giải bài toán. Bây giờ các con sẽ nhớ cho cô cách giải bài toán rút về đơn vị nhé. Bước 1 chúng mình sẽ đi phân tích đề. Bước 2 chúng mình sẽ đi tìm kết giải. Đầu tiên ta sẽ đi tìm giá trị một đơn vị hay là giá trị một phần. Đây là bước rút về đơn vị, thực hiện phép chia. Bước số 2, ta sẽ đi tìm số phần, sẽ bằng số đơn vị trừ cho phép chia. Bước số 3, ta sẽ thực hiện các phép tính thích hợp và viết lời giải. Đó là các bước giải bài toán rút về đơn vị. Bây giờ các con sẽ cùng nhau quan sát về bài toán và làm cho cô nào. Việc mua 5 chiếc thước đo góc cùng loại phải trả 40.000 đồng. Hỏi mai có 24.000 đồng thì mua được mấy chiếc thước đo góc loại đó? Vậy đầu tiên chúng mình quan sát bài toán cho con biết gì nhỉ? À, bài toán cho con biết việc mua 5 chiếc thước đo gấp cùng loại phải trả 40.000 đồng. Vậy bài toán hỏi gì? À, bài toán hỏi mai có bộ 24.000 đồng thì mua được mấy chiếc thước đo gấp loại đó. Vậy đầu tiên chúng mình sẽ cùng nhau đi tóm tắt bài toán. 40.000 đồng thì mua được 5 chiếc thước. Hỏi 24.000 đồng mua được bao nhiêu chiếc thước? Vậy muốn tìm xem 24.000 đồng mua được bao nhiêu chiếc thước thì đầu tiên ta sẽ phải đi tìm một chiếc thước có giá là bao nhiêu tiền đúng không nhỉ? Ta sẽ lấy phép tính 40.000 chia cho 5 và bằng 8.000 đồng. Từ đó ta sẽ dễ dàng tính được xem có 24.000 đồng thì mua được bao nhiêu chiếc thước. Ta sẽ làm phép tính 24.000 chia cho 8.000 và ta sẽ ra được kết quả là 3 chiếc. Đáp số 3 chiếc. Như vậy, vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau đi thực hiện hai bài toán về rút về đơn vị. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau bước vào phần vận dụng. Cô có bài toán như sau: Có 9 thùng dầu như nhau chứa 414 lít, hỏi 6 thùng dầu như thế chứa bao nhiêu lít dầu? Như vậy đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau đi tóm tắt bài toán. 9 thùng dầu thì có 414 lít, hỏi 6 thùng có bao nhiêu lít? Đầu tiên, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm số lít dầu chứa trong một thùng là ta lấy 414 chia cho 9 và bằng 46 lít. Bước số 2, ta sẽ đi tìm số lít dầu chứa trong 6 thùng là ta sẽ lấy 6 46 nhân với 6 và bằng 276 lít. Đáp số 276 lít. Bây giờ chúng mình sẽ đến với bài toán số 2 Có 72kg gạo đựng đều vào trong 8 bao Hỏi 54kg gạo đựng đều trong bao nhiêu bao nhiêu thế? Vậy đầu tiên chúng mình sẽ cùng nhau đi tóm tắt bài toán 72kg gạo đựng vào 8 bao Hỏi 54kg gạo đựng vào trong bao nhiêu bao? Vậy đầu tiên muốn tìm xem 54kg gạo đựng vào bao nhiêu bao? Thì ta sẽ phải đi tìm xem 1 bao Đựng được bao nhiêu kg gạo đúng không nhỉ? Bằng cách lấy 72 chia cho 8 và bằng 9 kg. Từ đó ta sẽ dễ dàng tính được xem 54 kg gạo đựng vào bao nhiêu bao. Ta sẽ lấy 54 chia 9 và bằng 6 bao. Đáp số 6 bao. Như vậy, sau khi chúng mình đã thực hiện hai bài toán thì các con có nhận xét gì về hai kiểu dạng bài chúng ta vừa giải nhỉ? À, chúng ta sẽ dễ dàng thấy rằng bài toán số 1 thì là bài toán rút về đơn vị, tức là tìm giá trị của một phần. Và bước số 2 chúng mình sẽ đi tìm giá trị của nhiều phần. Còn bài toán số 2, chúng mình sẽ đi rút về đơn vị, tức là tìm giá trị của một phần. Và tiếp theo chúng mình sẽ đi tìm số phần. Vừa rồi thì chúng mình đã cùng nhau đi tìm hiểu xong bài toán rút về đơn vị. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé. Khóa học về rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt rách.